chào các bạn đến với express tv kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày ngô kiến huy nói về tin đồn hẹn hò ca sĩ kim thành ngô kiến huy lần đầu nói về tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ kim thành trước đó hai người nhiều lần dính nghi vấn mặc đồ đôi chết in cùng địa điểm thời gian qua khán giả bàn tán về chuyện tình cảm của ngô kiến huy và nữ ca sĩ kim thành cả hai bị soi cùng mặc đồ đôi chết in tại nhiều địa điểm giống nhau thậm chí có vài người bạn của kim thành còn bình luận trêu đùa ẩn ý nói về việc này ngô kiến huy khẳng định từ trước đến giờ không chia sẻ về chuyện riêng tư và hiện tại cũng vậy tôi mong khán giả chỉ tập trung tới sự nghiệp của mình với nghệ sĩ tin đồn hẹn hò hay tai nạn đã quá quen thuộc tôi không muốn chia sẻ nhiều vì đôi khi sẽ đụng chạm tới người này người kia vì thế tôi chọn phương án không tiết lộ về cuộc sống cá nhân của mình nếu có một mối quan hệ chính thức tôi chắc chắn sẽ làm họp báo để công bố cho tất cả khán giả anh nói dù xuất thân là một ca sĩ nhưng lại được khán giả yêu mến ở lĩnh vực mc ngô kiến huy nói đôi khi anh cũng cảm thấy áp lực vì lại quá thành công với nghề tay ngang tuy nhiên anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả công nhận dù ở vai trò nào với ngô kiến huy nghệ sĩ chỉ cần được khán giả yêu mến và nhận ra mỗi khi ra đường đã là một niềm hạnh phúc chia sẻ về kinh doanh nam ca sĩ tâm sự hiện tại anh vẫn đang học hỏi để tích góp thêm nhiều kinh nghiệm cho lĩnh vực này. Trong năm nay anh sẽ tiếp tục mở thêm vài chi nhánh mới, ở cả lĩnh vực thể hình lẫn ăn uống. Kể cả nghệ thuật hay kinh doanh, tôi chỉ cảm thấy mình ở mức trung bình khá. Tôi luôn đặt mình ở số điểm 7 trên 10 để thúc đẩy và cố gắng nhiều hơn, nam ca sĩ nói thêm. Về những dự án nghệ thuật trong năm 2023, Ngô Kiến Huy nói đang cố gắng tìm một vai diễn điện ảnh mới, phá bỏ hình tượng hài hước quen thuộc. Ngoài ra, anh vẫn sẽ đi hát và tiếp tục làm MC tại các game show truyền hình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.